Kính thưa quý vị, công an đánh đố luật sư của bà Minh Hằng. Tin từ Đồng Tháp, luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng nhận được giấy mời tham gia hỏi cung một ngày sau khi vụ hỏi cung đã xong. Luật sư Trần Thu Nam, người được gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng mời bảo vệ quyền lợi pháp lý cho bà, phổ biến giấy thông báo của công an huyện Lấp Vò gửi đến ông để ông đến tham gia hỏi cung bà như quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Cộng sản Việt Nam. Có một số điều luật lạ về ngày tháng lá thư gửi, người ta thấy thư thông báo đề ngày 21 tháng 3 năm 2013, tức là một năm trước, trong khi bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt ngày 11 tháng 2 năm 2014. Trong nội dung bức thư, ông Thượng tá Công an Lê Hoàng Dũng ký tên viết rằng kế hoạch hỏi cung bị can Bùi Thị Minh Hằng vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2014 tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp. Theo luật sư Trần Thu Nam cho biết trên Facebook, hẹn ngày 23 tháng 3 năm 2014 chủ nhật tham gia hỏi cung, nhưng đến ngày 24 tháng 3 năm 2014 thứ hai mới nhận được thông báo quá bằng đánh đố nhau. Ngày 11 tháng 2 năm 2014, bà Bùi Thị Minh Hằng 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và một số người nữa đến thăm gia đình Bùi Thị Kim Phượng, hôn thê của ông Nguyễn Bắc Truyển, thì bị một lực lượng đông đảo công an đánh đập rồi bắt giữ. Ngày sau thì thả tất cả, ngoại trừ ba người nói trên, hiện vẫn còn bị giam giữ và loan báo sẽ đưa ra tòa với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Các con của bà Bùi Thị Minh Hằng nhiều lần đến trại tạm giam hoặc cơ quan công an địa phương để xin được gặp mặt mẹ, nhưng đều bị từ chối. Một lần, bà Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, được một cán bộ trại giam cho hay bà tuyệt thực suốt từ khi bị bắt. Hiện đến giờ không ai biết bà đã ngưng tuyệt thực chưa, cũng như sức khỏe của bà như thế nào. Công an huyện Lấp Vò từng gửi văn thư từ chối đơn thông báo đại diện thân chủ Bùi Thị Minh Hằng của luật sư Trần Thu Nam, lấy cớ bà Bùi Hằng từ chối luật sư. Nếu không cho luật sư Nam gặp mặt hay nói chuyện qua điện thoại thì làm sao biết bà từ chối? Được biết, trước khi bị bắt một thời gian, bà Bùi Thị Minh Hằng đã ký hợp đồng mời luật sư Trần Thu Nam và văn phòng luật tính việc của ông để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho bà mỗi khi có vấn đề. Có thể không thể làm gì khác, ngày 12 tháng 3 năm 2014, người ta mới thấy công an huyện Lấp Vò gửi giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Nam để tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bùi Thị Minh Hằng. Cái khôi hài đen của câu chuyện tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bùi Thị Minh Hằng là lá thư thông báo đến tay người luật sư sau khi cái chuyện hỏi cung đã qua. Lá thư của công an huyện Lấp Vò nhiều phần được gửi qua bưu điện để ông không đến đúng hẹn, nhưng cái thờ đó vẫn viết rằng để bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.